chắc chắn chị em nào cũng thuộc lòng bí quyết đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày. Bởi thực tế cho thấy rằng biết nấu ăn, giỏi giang chuyện bếp núc chính là một cách mà nhiều chị vợ khiến cho chồng yêu chiều nhiều hơn. Tuy nhiên không phải chị em nào cũng khéo léo, đảm đang và nấu ăn ngon được ngay. Thậm chí có lúc sự hăng hái làm ra món ngon, món mới cho chồng mà đem lại cả những món ăn độc nhất vô nhị. Cô vợ mới cưới của anh N. Giờ, bờ dưới đây là một ví dụ. Theo đó, anh chồng này đã phải lên cầu cứu dân mạng về vợ mình. Cứu, vợ mới cưới về thế này thì dạy kiểu gì? Thịt lợn cam xả à? Anh chị em cho xin công thức nấu ăn ngon với A. Quả thực, món ăn mà anh N. Giờ, bờ đăng kèm có thể coi là một hỗn hợp gồm thịt lợn, cam, cà chua và hành. Vì vậy mà không chỉ khó coi về mặt hình thức, món ăn lạ này còn khiến người ta nghi ngờ về mặt chất lượng. Ngay lập tức, món thịt lợn cam xả của chị vợ kể trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người đã phải chào thua trước sự độc dị lạ của món ăn. Ý tưởng này lạ này, phải học mới được. Món ăn lạ lùng rê. Cái này thì ngon đấy nhưng vợ ông không biết nấu thôi. Cam với xả phải nấu riêng thành sốt nhé. Nhiều người lại bênh vực chị vợ. Chưa nấu được lần sau vợ nấu được chứ bác gắt quá. Ai cũng phải học từ từ. Vợ chịu khó tìm tòi, học hỏi còn gì. Thế là giỏi hơn tôi nhiều rồi, ông nên thấy may mắn đi. Màu sắc thì nói chung là cũng đẹp mắt, trình bày tuy có hơi lủng củng nhưng có khi ăn vào lại phải thải ra. Nói chung là 10 điểm cho tính sáng tạo. Và đương nhiên là không thể không kể đến màn nhìn hình đoán tên món ăn của dân mạng, từ thịt lợn cam xả, salad kiểu Tây đến thức ăn chó đều đủ cả. Thịt lợn cam xả tô binh hành, cà chua ăn. Cam lại kho với cà chua thì nhức nách rồi. Nên đặt là thịt lợn quyết xả nghe có vẻ hấp dẫn hơn đấy. Hiện tại, dân mạng vẫn đang nô nức đặt tên cho món ăn mới lạ này của chị vợ trẻ. Còn chị em, đã bao giờ các bạn làm ra món ăn lạ lùng?